Kính chào thầy và các bạn. Sau đây em xin thực hiện cái bài thuyết trình về cái bài tập mà thầy giao trên Classroom. Đó là bài tập LCD. Thì em xin thuyết trình về cái cách 2 trước. Đó là theo chuẩn 4 bit dữ liệu. Thì sau đây em xin giới thiệu với thầy và các bạn về cái phần cứng trước nha. Thì cái phần cứng đây, em thiết kế đây là cái phần cứng về cái chuẩn 4 bit dữ liệu. Đây là con PIC hoạt động ở 20 MHz. Khối dao động thạch anh cũng hoạt động ở chế độ 20 GHz luôn. Đây là khối reset. Thì cái con LCD ở đây mà em lấy là 16 x 2. Thì nếu mà hoạt động theo chuẩn 4 bit dữ liệu thì chúng cái chân D4 tới D7 được nối lần lượt vào chân RD4 tới RD7. Các chân mà chúng ta không nối thì chúng ta sẽ nối xuống ground. Các chân RS, RW và E thì được nối lần lượt vào RE0 tới RE2. Rồi các chân VSS thì chúng ta sẽ nối xuống ground. Chân VDD chúng ta sẽ nối lên VCC. Chân VEE thì chúng ta sẽ nối vào một cái con biến trở ở giá trị khoảng 10 kΩ. Thì mô phỏng thì cái nét chữ nó đã được xác định là như vậy rồi. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta nên gắn cái con này để điều chỉnh cái nét chữ của con LCD cho nó thiệt là cho mắt người có thể nhìn thấy rõ nhất và tốt nhất. Thì cái giá trị này là khoảng 10 kΩ là hợp lý. Rồi thì tại sao mà chúng ta lại nói từ con D4 tới con D7 thì sau đây em xin qua cái phần sách, cái phần giáo trình. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái chỗ function set này nè, ở cái chân DL là nó nằm ở trên D4. Thì chúng ta lấy từ D4 tới D7, DL là sao? Là cái ngõ dữ liệu. Nếu mà chúng ta hoạt động theo chuẩn 8 bit dữ liệu á, thì cái DL này nó có giá trị là 1. Nếu mà chúng ta hoạt động theo kiểu 4 bit dữ liệu thì cái chân DL này có giá trị là 0. Vậy thì sau đây em xin giới thiệu với thầy về cái phần code mà em đã viết cho cái LCD 4 bit dữ liệu. Thì em đặt tên chương trình là chương trình giao tiếp PIC 16887 với LCD 16 x 2 chuẩn 4 bit data. Thì ba dòng này khá là quen thuộc: khai báo thư viện, khai báo cấu hình và khai báo cái dao động thạch anh hoạt động ở chế độ 20 MHz của con PIC 16F887. Thì tiếp theo đó là chúng ta phải định nghĩa các chân của LCD trong cái chương trình mà hoạt động chuẩn 4 bit dữ liệu. Thì LCD các cái chân RS, RW, Enable thì theo thứ tự bên phần cứng thì được đưa vào chân E0 tới E2. Thì còn bốn cái chân dữ liệu là data 4 tới data 7 thì được đưa vào chân D4 tới chân D7. Thì các cái tên chân, các cái tên này thì chúng ta phải cố định bên thư viện của LCD.c được hỗ trợ bởi CCS. Còn cái pin này thì chúng ta có thể thay đổi được. Rồi, đây là thư viện. Sau khi định nghĩa xong thì bắt buộc mình phải include cái thư viện này và phải để sau khi mà mình define xong nha. Nếu mà mình include trước các define thì sẽ không hoạt động được, nó sẽ không xác định được. Thì sau tiếp theo là khai báo một số cái biến để phục vụ cho việc viết chương trình. Rồi đây là cái mảng hàng, em đặt tên nó, cái mảng đầu tiên là hàng 1 thì hiện để dùng để hiển thị họ tên, hàng số 2 là dùng để hiển thị đồng hồ, điểm giờ, phút giây. Rồi đây là chương trình con mà em viết để phục vụ cho việc hiển thị giờ phút giây của em. Thì cái lệnh lcd chấm xích gạch go to xi này á thì chính là x mà y là 2, thì có nghĩa là cột thứ 9 và hàng số 2 thì lcd 16 x 2 nó sẽ có 16 ký tự và 2 hàng. Thì bắt đầu đếm cái giờ, nó hiển thị 2 số thì em sẽ cho nó nằm ở cột thứ 9. Còn các cái cột mà trước cái cột số 9 này nè thì dùng để hiển thị chữ đồng hồ tới dấu 2 chấm này luôn. 2 chấm này cũng là một ký tự. Rồi delay 20 mili giây thì cái lệnh LCD put này á, nó sẽ bắt đầu gửi lệnh, thực hiện cái lệnh là giờ mình chia cho 10 cộng thứ 0x30. Mà tại sao mình lại cộng 0x30? Tại vì trên LCD á, nó đọc được, nó hiển thị á, ở thông tin á, là ở mã ASCII. Chính vì vậy mà nếu mà mình viết như thế này á, là mình nó sẽ lấy cái giờ của mình á, nó tách ra thành số BCD. Nó tách ra thành số BCD rồi cộng thêm với 0x30 nữa thì nó mới trở thành mã ASCII trở lại. Đây là mã BCD cộng với này sẽ thành mã ASCII trở lại. Sau đó nó sẽ hiển thị cái lệnh boot này nè, LCD ship gạch boot này nè, nó sẽ đưa lên cái con LCD và để hiển thị lên cái giá trị mong muốn. Đó là giờ thì cái hàng này là hiển thị chục, hàng này hiển thị đơn vị, cái này hiển thị dấu 2 chấm để tiếp tục qua phút. Thì tương tự
tới giờ xong thì mình sẽ tới phút mình cũng phải cộng thêm 0x30 để ra được mã ASCII trở lại hiển thị lên con LCD. Thì hàng chục, hàng đơn vị hiển thị 2 chấm, rồi hàng chục, hàng đơn vị hiển thị thì tới đây là xong, không cần phải hiển thị nữa 2 chấm nữa, thì cũng phải cộng thêm 0x30 nó trở thành mã ASCII hiển thị lên cái con LCD. Thì cái chương trình này á, chương trình con đã xong, thì sau đây em xin qua cái con cái phần chương trình chính. Đầu tiên mình phải thiết lập cái port D và E ở chế độ ra, rồi khởi tạo cái con LCD này lên, rồi bắt đầu nha. Bây giờ bắt đầu là mình mới thực hiện cái lệnh là LCD go to XY cột 1 hàng thứ nhất, dùng để hiển thị cái họ tên của em. Thì em sẽ thực hiện một cái dòng lập for, thì tên em gồm 11 ký tự, em sẽ nhỏ bắt đầu bằng 0 nhỏ 11 và cộng thêm một đơn vị, và dùng cái lệnh LCD pussy này nè. Rồi mình gọi cái mảng, mình đưa cái giá trị k vào đây, nó sẽ quét từ từ, nó sẽ quét từ từ và nó quét hết cái chữ vỏ bên tài này, thì đã hiển thị xong họ tên của em. Rồi tiếp theo, sau khi thực hiện hiển thị họ tên ở hàng thứ nhất xong, thì chúng ta sẽ qua cái phần hiển thị cái đồng hồ điểm giờ phút giây lên. Thì em sẽ thực hiện cái lệnh LCD go to XY 1 và 1 cột 1 hàng số 2, bắt đầu hiển thị cái chữ đồng hồ này cột 1 bắt đầu từ chữ D đến kéo 2 chấm, là sẽ sử dụng một cái vòng lặp, trong cái vòng lặp sử dụng lệnh LCD pussy hàng số 2, thì cái vòng lặp này sẽ đưa báo trị vào đây, nó sẽ quét cái chữ đồng hồ này tới đây. Xong sau đó em sẽ thực hiện điểm giờ. Thì trong cái vòng lặp for này thì nó sẽ có 3 cái for, em sẽ thực hiện 3 cái for để điểm giờ phút giây. Thì này gọi là lệnh vòng lặp này nó lồng nhau từ giây, giờ, phút và giây. Thì giây nó sẽ thực hiện điểm đầu tiên đúng không ạ? Thì để hiển thị nó sẽ đếm từ 00 tới 59 nên chúng ta phải nhỏ hơn 60. Rồi gọi cái hàm con hiển thị mà em đã viết ở bên trên á, mình delay 100 mili giây. Xong sau đó nó sẽ đếm, nó sẽ đưa cái giá trị giây vào đây, đưa cái giá trị về giây vào đây để nó hiển thị đơn vị rồi tới chục của giây. Xong sau khi nó thực hiện hết cái vòng này thì sẽ ra thực hiện cái vòng phút, nó cũng đếm từ 00 tới 59 là hết, là hết. Rồi nó sẽ qua 1 giờ thì hiển xong phút, thì nó sẽ tới giờ, thì nó cứ for cái giá trị này, mình thực hiện, nó đưa cái giá trị nào vào đây, mỗi vòng lặp for nó sẽ đưa cái giá trị vào đây để nó thực hiện cái lệnh, để thực hiện cái việc hiển thị giờ phút giây, đếm giờ phút giây. Rồi cái vòng lặp while true này chúng ta sẽ không thực hiện gì nên chúng ta viết như vậy. Thì sau đây em xin qua cái phần cứng và em sẽ nạp cái phần code này vào. Đây, cái phần code này LCD 4 đường dữ liệu file head open. Rồi ok, em sẽ cho nó chạy. Nó loát hơi lâu. Đó, thì nó đã chạy rồi. Thì đúng như cái mong muốn, cái đề bài yêu cầu là hiển thị tên nè, đồng hồ bắt đầu đếm. Thì đếm tới 59 nó sẽ lên được 1 phút. Đó, thì đếm giây, rồi xong đếm phút, rồi đếm giờ. Thì các dấu 2 chấm này hồi nãy là dùng các cái lệnh nè. Cột này là cột thứ 9 nè, tính cái cột cuối cùng. Cột này là cột thứ nhất, bắt đầu từ chữ đồng hồ đến hết chữ số 7 này. Thì theo như cái lệnh mà nãy em thực hiện. Thì cái phần cách 2, cái bài thuyết trình về cái cách 2 của em đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn thầy đã theo dõi. Nếu có sai sót gì mong thầy chỉ dẫn thêm. Em một lần nữa xin cảm ơn thầy.